Hello tất cả mọi người, hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 3. Thì bữa nay là nói chung là giống như cái clip ngày hôm qua em có review cho các anh xem. Em nói là bữa nay về chim mã đà ha. Chim mã đà thì nó thuộc vùng Nam Cách Tiên, ở bên cái hướng mà Vĩnh Cửu Đồng Nai ha mọi người ha. Thì đó, bữa nay em về đâu đó nó khoảng chừng 10, 11 chè lửa đuôi dài, và có 1, 2, 3, 4, 5 chè lửa đuôi ngắn không đo đuôi ha. Rồi ở bên này là có 10 18 cộng ha, thì có 3 bé, 4 bé thôi. Rồi bây giờ trước tiên thì em sẽ review cho các anh xem. Chè lửa bổi đuôi ngắn không đo đuôi giá là 240k nha mọi người nha. Chim phải nói là rất là đẹp luôn, bảo hành các cái lỗi mắt móng mỏ thay chân cho các anh nha. Bữa nay chỉ có 4 bé thôi, không có nhiều. Đây, đây là bé ô số 1 ha. Rồi đây là ô số 2 nè. Ô số 2 nè, đó, dáng phải nói là đẹp lắm mọi người. Chè lửa ở vùng Mã Đà này phải nói là rất là đẹp ha. Đây là số 2 ha. Rồi bên này là số 3 nè. Đó, đuôi phải nói là đuôi đều, bé ô số 3 ha, đuôi đều, dáng nói chung là rất là đẹp ha. Đầu mặt mũi tay chân đều cũng rất là đẹp. Bữa nay em review, bữa nay không có nhiều chim đâu, cho nên là em sẽ review kỹ cho các anh xem ha. Đây là ô số 3 nha mọi người nha. Đó, dáng phải nói là rất là đẹp ha. Cứ mờ mờ ảo ảo như vậy nó rất là mới nói nhảy ra nhìn với anh liền. Rồi, đó là bé ô số 3 ha. Bây giờ là ô số 4 nè. Thì những cái chè lửa này em không có đo đuôi nha mọi người nha. Nói chung là đuôi ngắn, không có đo đuôi thì đều đồng giá là 240k. Em ở đây em bán chim mới nha, chim này chưa vô cám. Và cái thứ hai nữa, chim này em không có đo đuôi, mấy anh khỏi hỏi. Thì anh em cứ thích ô nào thì em sẽ giao cho các anh ô đó ha. Đây. Đây là ô số 5 nha. Ô số 5 nè. Đây ô số 5 nè. Đó, mặt mũi tay chân đầu rất là đẹp luôn, đó, ngóc ngóc cái đầu lên liền ha. Rồi, đó là ô số 5 ha. Bây giờ qua ô số 6 nè. Ô số 6 là đuôi một bên á là 10 8 hơn, một bên tới 18 8 luôn. Nó bị so le chút xíu ha. Nhưng mà cái dáng thì phải nói là rất là đẹp, giá là 450k ha. Cái dòng này nó sẽ rất là mau hót, chim ở bên Mã Đà thì các anh cũng biết rồi. Đó. Thì em cũng giải thích sơ với mấy anh, chim Mã Đà có nghĩa là chim ở bên vùng Nam Cách Tiên nhưng mà cái hướng bên Vĩnh Cửu Đồng Nai nha. Tại vì có nhiều anh lại không biết là chim Cách Tiên là gì cơ. Chim Cách Tiên có nghĩa là chim ở vùng rừng Nam Cách Tiên. Đó. Phải giải thích như vậy chứ nhiều khi mấy anh cứ kêu là ủa, chè lửa Cách Tiên là gì đó. Thì đó, thì bữa nay em giải thích với mấy anh là như vậy. Rồi bên này là 18.3 so le ha, thì một bên là 18.3, một bên là 18, thì giá là 400 ngàn đó. Giá ở đây em bán là cái giá đuôi thấp nhất, có nghĩa là giá đuôi 18 nha, 400k. Rồi bên này là 18.7 mini, giá là 450k ha, rất là đẹp luôn nè. Đây là cái ô thứ 8 nha, ô thứ 8. Rồi bên này là 10 18 mà bị so le nha mọi người nha. Có nghĩa là một bên hơn 18, một bên là 18, thì em sẽ bán giá 350k ha. Đây là ô số 9 nha mọi người nha. Rồi chè than thì bữa nay có đúng hai bé chè than thôi. Chè than này ở bên Đắk Nông thì chút xíu em sẽ review khoảng chừng 12 than tước ở bên Đắk Nông gửi cho em, với lại một ổ than đất nha mọi người nha. Bữa nay chỉ có một ổ than đất non thôi. Rồi chè than này em để thả đại vô trong cái ô số 13 nha. Đó, chim rất là đẹp. Chim này thằng em 7 là đó, nhảy lên là xòe, nhảy lên là xòe đó, đã lắm, rất là đẹp ha. Giá là 350k, chim mới ha, bảo hành mắt móng mỏ tay chân. Đây là ô số 15, chim này thì hot rồi nè, hot rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà đóng gói á, thì nó bị rớt hết mấy cọng lông đuôi đây nè. Đó 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 đó, thì nó còn khoảng chừng 4 đến 5 cọng lông đuôi thôi. Thì cái dòng chim này anh em về nuôi nó sẽ ra lông lại, do là mùa này nó chưa có thay lông nha mọi người nha. Đó thì lông nói chung là nó cũ lông á, thì đục đến là nó rớt thôi. Đó, rất là đẹp mà đầu, wow, rất là đẹp luôn ha. Chim này đã hot rồi, bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh em luôn. Rồi đây là ô số 15 ha, giá là 350k. Rồi bây giờ quay qua review thanh tước nè. Thanh tước đều đồng giá là 400k nha mọi người nhé. Ngày hôm qua về khoảng chừng 20 bé thanh tước thì cũng đã hết rồi. Bữa nay là thằng em nó mới gửi cho em thêm được 12 thanh tước trống nữa. Thì có chuyền có bội ha, thì chuyền hay là bội thì em bán đều đồng giá ha, 400k. Phải nói là những cái con này nó hot hết rồi nè, rất là dạng luôn nè. Đây, đó đó đó, cái con than nào nó hot nè, mới nghe. Rồi đó, đây là 400k nha mọi người nha. Đây ô số 1 nè, đây số 2 nè. Đó, những cái dòng này thì nó đã hot hết rồi, ra là hot hết rồi. Đây ô số 3 ha, đều đồng giá là 400k. Đấy, đây chuyền đang chỗ lên nè, chuyền đang chỗ lên nè. Rất đẹp ha. Đây cũng vậy luôn nè, toàn bộ là chim, toàn là lông mới không à, chim lông mới mùa này ha. Đó, nếu mà chè than thì người ta gọi là chè than mép ha, còn thí dụ thanh tước thì mình gọi thanh tước chuyền đi ha. Đó, lông mới tinh luôn, mới thay lông luôn.
rất là đẹp ha. Đó thì có 12 thanh thước trống ha, toàn bộ là chim trống, không có chim mái. Rồi bây giờ review chè lửa, phải nói bữa nay là chim chè lửa mái đà nó đẹp lắm mọi người ơi. Đây nè, đuôi 2009 nè, 2005, 2019, siêu mini mà đuôi tôm bản lớn nữa nè, giá là 2 triệu nha mọi người nha, rất là đẹp luôn, dáng nhỏ xíu à, rất là đẹp ha. Đuôi nè, đuôi hơi tôm bản lớn nè, rất đẹp ha, giá là 2 triệu. Chứ nếu mà nó là 21 thì nó tới 2 triệu tư lần nha mọi người nha. Rồi bên này là 19.4 siêu mini bản lớn, giá là 750k, đang ngồi ăn sâu đó, vừa quay vừa mới lấy cái điện thoại qua bên này cái là nó nhảy lên cầu làm cái tách một cái liền ha, rất là đẹp luôn nè. Đó đuôi nè, rất đã ha, rất to ha, rất là đẹp ha. Đó giá là 750k nha mọi người nha, đuôi 19.4. để em cho nó nhảy nhảy cái coi, chút xíu em review cho các anh xem lửa bông nữa. Bữa nay em có lửa bông mà giá em rẻ lắm, bây giờ làm sao để cho nó nhảy nhảy cho mấy anh xem đây. Đây đó, rất là đẹp luôn ha, 19.4, bản đuôi rất là lớn đó, tạch liền ha, giá là 750k nha mọi người nha, bảo hành mắt móng mỏ tay chân. Rồi bên này là chuồng số 3 ha, đuôi 2002 mini tôm nhẹ ha, giá là 1 triệu tư nè. Đó dáng sẽ đẹp lắm đó, bữa nay em mới biết được chim mã đà như thế nào đó, đuôi rất là to đó, thẳng đơ luôn nè. Đó đuôi đã không, này đang ngại đó, đứng tạch tạch lên ha. Đó giá là 1 triệu 3 ha, cái này là chuồng số 3 nha mọi người nha. Ấy lộn, xin lỗi, chuồng số 3 giá 1 triệu tư, nhầm chuồng số 3 mà em nói giá nhầm không à. Rồi bên này là đuôi 2002 luôn nè, đó đều 2002 ha, thì nó cũng giống như giá ở bên chuồng số 3 thôi, cũng là 1 triệu tư nha. Đó ngày hôm qua vừa nói là mấy anh mà nhìn không rõ hoặc là nghe rè rè á, ngày hôm qua liền có mấy anh hỏi liền nè, cứ chuồng số này bao nhiêu tiền, chuồng số kia bao nhiêu tiền. Đây là chuồng số 4 nha, giá là 1 triệu tư. Rồi bên này là 19.8 mini, giá là 1 triệu nha mọi người nha, rất đẹp luôn nè. Đó phải nói là rất là đẹp luôn, nó dạng giống như chim nuôi rồi ấy. Nè, ngày hôm qua em cứ nghĩ là ở bên mã đà là những cái dòng chim này nó ở gần người thì nó sẽ nhát, nhưng mà thực tế ra hôm nay em nhận chim xong em mới cảm thấy được nó rất là đẹp và nó rất là dạng. Đó đẹp chưa, rất là đẹp ha. Đây là chuồng số 5 ha, 19.8, giá là 1 triệu. Ờ, chứ là thêm được 2 ly nữa là bữa nay là giá là 1 triệu 3 tới 1 triệu 4 rồi. Có 19.88 mà đuôi phải nói là bản lớn, đuôi hơi tôm tôm rồi. Đó đuôi hơi tôm tôm ha, đẹp ha. Đó rồi bên này là, bên này là chuồng số 6 ha, có một bông ngay mắt giá là 2 triệu 4, đuôi 21, đuôi tôm luôn, đuôi tôm bản lớn luôn, đẹp luôn. Có một cái bông ngay mắt ha, đây nè, để em canh canh sao mà quay được cái bông đây. Đó đuôi bản lớn lắm, em có đánh dấu cái chân á, đó cái chân ông anh ông có làm dấu cái chân lại rồi ha. Đó cho nên là nhiều khi ông sợ em nhầm, cho nên là ông phải lấy cái dây rút ông cột cái chân lại. Đó đây là chuồng số 6 ha, qua bên này đó. Đó bên này hồi nãy là 19.8 giá 1 triệu, bữa nay là 19.6 giá 800 nè. Đó chuồng số 7, phải nói là tướng đuôi, nói chung là tất cả mọi thứ nhìn nó rất là đẹp ha. Đó thì anh em cứ xem cái clip giúp em ha, ưng cái bé nào nói em. Đó đây là chuồng số 7 nha mọi người nha, chuồng số 7, đuôi 19.6, phải nói dáng giống như chim sẻ, nhỏ xíu con nè. Đó nhìn lên nè, đó kế điện thoại vô cái nhìn lên nè. Đó giá là 800k nha mọi người nha. Đó nhắc lại ha, cái thứ nhất là nhìn nó không rõ thì cũng có thể nghe được, mà nếu mà nghe không được nữa thì mở cái volume nó lớn lên chút xíu ha. Đây là đuôi 2005 và đuôi 21 năm ha, so le một phần thì giá nó là 2 triệu 6, chứ nếu mà nó không so le 21 năm thì giá nó cũng phải 3 triệu mấy cơ. Đó, do là bị so le ha, mà dáng thì rất là đẹp luôn nè, dáng phải nói rất là đẹp luôn. À quên nữa, các anh thấy cái hũ nước không, em quên, em chưa đổ nước nữa nè, chưa đổ nước nữa mọi người. Đó dáng rất là đẹp ha. Đó. Rồi qua bên này ha, đuôi 2005 bản lớn ha, giá là 1 triệu 6 nè. Chuồng số 9 nha, 2005, rất là đẹp luôn. Đó lên xuống giống như tiểu thư vậy đó. Lên xuống giống y như tiểu thư đó. Đó rất là đẹp, chim này chưa tắm tiết vậy đó. Anh em chịu khó về tắm rửa cái là phải nói là bao đẹp trai luôn. Đây chuồng số 9 nha, nhớ giúp em nha, chuồng số 9 là đuôi 2005 bản lớn ha, giá là 1 triệu 6. Rồi qua bên này chuồng số 10 nè, chuồng số 10 là 19.8 dáng sẻ, giá là 900k nha. Đây em sẽ cho đó,
dáng như chim sẻ đó, tạch tạch giống đuôi tạch tạch rất là ok luôn đó. Đứng đây nè, đẹp chưa? Đó 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 đó, mấy cái ông ở bên Đắk Nông á, mấy anh em á, bữa nay là em bán làm sao nó bán y chang vậy á. Cái cách em quay clip như thế nào, cái cách em nói chuyện như thế nào, rồi cái thước em đo như thế nào, nó đều làm y chang luôn đó. Cho nên vào bữa nay em đổi, em không có đo và bắt nữa, em ra lồng rồi em quay luôn cho mấy anh cho nó nhanh. Cái thứ nhất là cho nó nhanh, cái thứ hai nữa là thế nào mấy ông cũng bắt chước làm giống như em à. Rồi bên này là chuồng số 11 ha, đuôi 20 bản lớn, giá là 1 triệu 3 ha. Sao đây, lên cầu coi, lên cầu đó, chim này biết nghe lời ghê á đó. Để từ từ đấy, từ từ cho nó đứng lên cầu cái đó 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 mấy ông. Thậm chí cái từ mà em nói đó 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 nó cũng bắt chước theo nữa chứ, em cũng rầu thiệt chứ. Rồi đây là chuồng số 11 đuôi 20 bản lớn, giá là 1 triệu 3 nha mọi người nha. Rồi bữa nay là chỉ có 11 chòe lửa chống đuôi dài và 12 thanh tước chống, và ở bên này có một ít chim thôi, không có nhiều giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua nhiều lắm, ngày hôm qua có 100 mấy chục con lận, nhưng mà em chỉ review khoảng chừng 7 80 con thôi, giao chim đi hết rồi. Đó 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 đó, đó. Mấy ông làm clip mấy ông bắt chước theo em cứ đó đó đó. 21 nè, 21 đuôi tôm bản lớn đẹp lắm mọi người ơi. Wow, tôm rất là đẹp luôn, và bạn phải nói rất là to luôn đó. Chim mã đà bữa nay em mới biết chim mã đà là như thế này. Rồi bye bye và xin kính chúc tất cả mọi người một cái ngày chủ nhật thật là nhiều sức khỏe, cũng như là thật nhiều cái niềm vui trong cái ngày mới. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại. À quên, xin lỗi mọi người đã review chè đất nữa, có chè đất non mà quên không review cho các anh xem chè đất non. Đây, u la la u la la u la la. Đây thì bữa nay có một tổ này nó có 3 chòe đất trống và 3 chòe đất mái. Wow. Thì giá chòe đất trống là 300k ha. Thì anh em nào mua nguyên tổ em tặng mái cho. Đó, còn anh em nào thích thì em sẽ tặng mái lẻ cho. Nếu mà anh em nào mua nguyên tổ trước á, thì em sẽ tặng hết cho mấy anh mái luôn. Chứ em không có giữ mái và em cũng chẳng có nuôi và em chẳng có bán. Đó, thì em chỉ bán chim trống thôi. Giá là 300k, chòe đất trống ha. Trống non đang đút nè. Đó, rất là đẹp ha. Lói nhói như con dòi. Rồi bye bye và xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.